lưu manh thối, vậy mà lại trêu chọc người ta. Người ta sẽ tung quyền vào ngực của anh. Sau 5 phút, Trương Chí Nghị bị đánh, cũng là không hài lòng, bị Tô Hà hai người cứu trở về. Lý Bằng, rốt cuộc cậu tìm thấy nhiều sản phẩm tuyệt vời như vậy ở đâu? Nó thực sự đáng giá tiền. Đúng rồi, thông tin liên lạc của người phụ nữ mang thai vừa rồi có không? Này cậu đừng nghĩ vậy, tôi chỉ muốn biểu đạt lời xin lỗi với người ta. Hoàn toàn không có xu hướng bạo dâm hay bất cứ điều gì tương tự. Cậu không thể đi ra ngoài và vu khống tôi. Trời độ giáo viên Trương, nếu thầy không nói tôi vẫn chưa nghĩ về điều đó. Thầy nói vậy tôi muốn quên cũng không quên được. Thầy Trương, những người này thật sự không phải do tôi tìm đến. Được, nếu như cậu không nói sự thật, còn nói thêm những lời này cũng không hỏi được gì. Vậy tôi đành phải đi hỏi ông già đóng vai chủ quầy hàng thôi. Lý Bằng, đến lúc đó bị tôi vạch trần, đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội tự thú. Rất nhanh, có mấy người cũng đến bên cạnh tôi đang chơi game. Cô là cô gái ngất xỉu phải không? Nơi đó tôi không đi bày hàng nữa. Không ngờ cô lại tìm được chỗ này. Nhưng nếu muốn ăn cơm thì vẫn phải xếp hàng theo quy định. Ông ơi, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không đến đây để ăn. Phải đại gia, để tôi giới thiệu bản thân một chút. Tôi là thành viên ủy ban cuộc thi phim gốc của Đại học Lâm Thành Trương Chí Nghị. Ông có thể gọi là Tiểu Trương. Học sinh của trường chúng tôi nói rằng công việc kinh doanh của ông đang bùng nổ, đặc biệt là trong video do bạn học Lý quay. Thịt kho của ông phủ cơm hộp thật là tuyệt vời. Vì vậy hôm nay tôi muốn tự mình chứng kiến thử thịt kho hoàn mỹ trong video đó rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ cần ông không thể lấy nó ra, vậy thì chứng tỏ Lý Bằng giả mạo xác nhận không nghi ngờ gì. Nếu như tất cả các quầy hàng nhỏ đều có kỹ năng đầu bếp như vậy, vậy làm sao có thể vẫn còn ở đây? Tìm một khách sạn làm chủ không phải thơm hơn sao? Mà tôi nghe xong cũng giống như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Trương Chí Nghị. Thịt kho có gì để xem đâu? Anh lớn như vậy mà chưa từng thấy thịt kho sao? Và hôm nay tôi không làm, không thể cho anh xem. Quả nhiên có chút kế hoạch nhỏ. Ông già này để lộ sừng rồi. Thật sự không phải là một người đủ tiêu chuẩn. Vậy thịt kho trông hấp dẫn chảy nước miếng đó. Đặt ở nhà hàng nào cũng là món ăn đặc trưng của cửa hàng thị trấn. Là món ăn đặc trưng mà không làm, đây là chê tiền kiếm được quá nhiều sao? Đúng như tôi mong đợi. Lý Bằng này không chỉ trông xấu xí, năng lực chuyên nghiệp cũng hơi yếu, cuộc sống hơi cầu thả, miệng hơi ngốc, hơi bơ la bơ la bơ la bơ la. Một đứa trẻ không trung thực, hôm nay còn dám công khai làm giả. Biết mình muốn kiểm tra thì gọi cả đống diễn viên đến đây lừa mình. Một học giả không quay được video tốt, còn chơi nghệ thuật chiến tranh phải không? Mà bên kia Hi Hi nhìn thấy động tĩnh ở đây, cũng là cầm một hộp cơm chạy đến. Thịt kho hôm nay ra già không làm, anh xem thịt chua ngọt này có được không? Nói xong mở hộp cơm ra, một trận hương vị chua ngọt hấp dẫn ngay lập tức khiến người ta chảy nước miếng. Dưới ánh mặt trời ngoài trời, mỗi thanh chua ngọt giống như những cành cây màu hổ phách trong suốt, khiến người ta không nhịn được muốn ngậm trong miệng. Phịch một tiếng, Trương Chí Nghị khuôn mặt đầy nước mắt quỳ xuống. Chúa ơi, đây là món ăn tuyệt vời mà tôi đang tìm kiếm. Lúc đầu nếu như mình có thể tìm được đồ ăn như vậy để quay video, vị trí đạo diễn ẩm thực xuất sắc nhất Long Quốc trên đầu lưỡi đã là của tôi rồi. Nghĩ đến đây Trương Chí Nghị không nhịn được khóc. Long Quốc trên đầu lưỡi có nhiều đạo diễn chịu trách nhiệm quay các món ăn khác nhau, không được bình chọn là đạo diễn ẩm thực xuất sắc nhất trong bộ phim tài liệu này là nỗi đau của cuộc đời anh ta. Thưa ông, tôi sẽ trả tiền cho tôi một miếng được không? Nó giống như một miếng kẹo đường vậy, cả đời tôi chưa từng ăn qua. Lão tiên sinh, cầu xin ông hãy giúp tôi đi. Không có liêm sỉ, trước đây không phải còn nói ông ấy làm giả sao, giờ lại bị chinh phục rồi. Tiểu phát đầu hàng cũng không đổi kịp tốc độ của thầy nữa. Đòi đến vậy sao? Nhưng dù có đòi đến đâu, anh cũng phải xếp hàng, nhiều bệnh nhân còn đang chờ. Được rồi thưa ông, tôi sẽ xếp hàng. Nói xong, Trương Chí Nghị liền như tiêm máu gà xong ra ngoài, để lại hai người còn lại với vẻ mặt xấu hổ. Không phải nói không đến ăn cơm sao? Bây giờ lại chạy đi xếp hàng tích cực hơn bất cứ ai rồi. Nhưng cho dù anh không xấu hổ là người khác. Chờ mua được đồ ăn cũng là một giờ sau, Trương Chí Nghị cũng là lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ chảy nước miếng thưởng thức bữa ăn trong tay. Đối với Tô Hà, Lý Bằng đã quên hết bọn họ từ lâu rồi. Mỹ vị đúng là mỹ vị mà. Và với mùi hương này, Trương Chí Nghị cũng rơi vào trong hồi ức. Vợ ơi, sao con trai chúng ta nấu ăn ngu ngốc như vậy? Nhà lão Trương của anh là đầu bếp món ướp ba thế hệ, chỉ có duy nhất đến thằng này thì lại đoạn nghề rồi. Trông mà bây giờ là niên đại nào rồi, đã sớm không chú ý đến cái gì mà thừa kế nghề nghiệp rồi. Nếu đoạn thì cho đoạn đi. Con trai có hứng thú với nhiếp ảnh, hãy để cho nó học nhiếp ảnh. Tương lai nếu không làm được đầu bếp, cũng có thể làm phim tài liệu về ẩm thực xuất sắc. Vợ em nói đúng, phim tài liệu về ẩm thực này bố con anh thích xem nhất. Anh thực sự hy vọng sau này xem TV có thể xem phim tài liệu về ẩm thực của con trai. Phim tài liệu về ẩm thực của con trai chắc chắn là hay nhất. Bố mẹ con trai chắc chắn sẽ không làm hai người thất vọng, còn nhất định sẽ là đạo diễn phim tài liệu về ẩm thực hay nhất. Chờ hồi lại thần hồn, Trương Chí Nghị mới phát hiện mình đã vô thức ngấu nghiến hộp cơm. Ngon quá má ơi. Nước sốt thanh chua ngọt này chắc chắn không thể làm được nếu không có nhiều thập kỷ kinh nghiệm. Ngay cả món hải sâm nướng hành tây ngon nhất của bố tôi cũng hoàn toàn không thể so sánh với món thịt thanh chua ngọt này của ông ấy. Chỉ dựa vào nhiệt độ vừa phải này để làm cho bên ngoài giòn bên trong mềm, làm hương vị êm ái hơn,
Đặc biệt là nước sốt chua ngọt vừa phải này. Làm thế nào mà thực hiện được tỷ lệ vàng hoàn hảo này chứ? Nghĩ xong, Trương Chí Nghị lại bắt đầu tham lam nếm đồ ăn. Mà ngay lúc này, hai người Tô Hà cũng mua được cơm chạy đến. Thầy Trương, sao hai người cũng ở đây? Xin lỗi, ngay khi nhìn thấy đồ ăn ngon, thì đầu óc tôi bắt đầu lù lẫn. Xin nữa thì quên hết chuyện của hai người rồi. Tôi xin lỗi Lý Bằng, là thầy hồ đồ rồi. Tôi tin rằng lão tiên sinh có thể làm thịt kho giống như trên video của em. Tôi vốn tưởng thịt kho là món ăn đặc trưng của lão tiên sinh. Bây giờ xem ra món ăn của người ta đều là món ăn đặc trưng. Cuối cùng thầy Trương cũng tin rồi. Bây giờ mình có thể tiếp tục kiên trì rồi. Nếu thật sự có thể trúng thưởng, chẳng phải có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều em gái từ các phương tiện truyền thông kỹ thuật số sao? Vậy chẳng phải mùa xuân của mình sắp đến rồi sao? Và lúc này, một tiếng phanh gấp vang lên bên cạnh tôi. Đừng ép con nữa, con không muốn ăn ở nhà đâu. Ra, bố con không tốt với con. Tiểu Vũ và bố cãi nhau sao? Nói với Ra chuyện gì đang xảy ra đi, xem Ra có thể giúp Tiểu Vũ không. Xin lỗi đã gây rắc rối cho bác rồi. Tiểu Vũ mấy ngày gần đây đều ăn không ngon, đầu bếp đổi cho con bé hết món này đến món khác. Vẫn là trà không thèm cơm không muốn, nhất định phải ồn ào đòi đến ăn cơm của Ra. Bố nói dối, người ta không có trà không ăn cơm không muốn đâu. Đều tại bố nghe lời chuyên gia dinh dưỡng của mẹ mời, cho người ta mỗi ngày đều ăn lá rau. Nó có vị đắng và khó ăn, người ta không muốn ăn đâu. Hóa ra chuyện là như vậy à. Mèo tham lam nhỏ hôm nay đến đúng thời điểm rồi. Xem Ra có món ngon gì này. Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.